Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để một mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi thu phục cũng như là tiến hóa thêm nhiều em Pokemon nữa để cho nó full Pokédex nha các bạn. Ở đây thì mình đang tiến hành đập mấy tấm Aluminum Plate. Đập mấy cái thỏi Aluminum Plate chứ. Đó, với cái búa này thì chúng ta đập siêu lệ luôn nè. Rồi, xong luôn, mình đập xong 2 stack rồi. Để bây giờ mình cất cái búa vào cái đã. Mình sẽ tiến hành tạo luôn mấy cái PC để mà cho nó rớt ra những bộ phận của cái con Porygon nha các bạn. Mình phải bấm từng cái như vậy nè, nó sẽ tăng cái tỷ lệ rớt nhiều hơn. Ây da, chưa có gì luôn. Đây rồi. Được một cái Porygon LED nè, được một cái chân của nó rồi nè. Khá xịn. Rồi, để mình cất hết vào trong đây đi, cho nó trống cái inventory ra cái đã. Wow, tạo 10 cái mà chỉ mới có được cái chân của con Porygon thôi. Rồi, để mình đi ra ngoài kia mình tạo tiếp nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục chế tạo những cái PC tiếp. Các bạn cũng có thể tạo những cái tray machine để mà tăng cái tỷ lệ rớt nha. Đây, mình có thêm một cái Porygon body rồi nè. Ok, mình sẽ tiếp tục tạo luôn nha các bạn. Được cái đầu của nó nè, Porygon head. Và mình chỉ còn thiếu một món nữa thôi, đó chính là cái đuôi của nó. Rồi, tạo luôn cái đuôi luôn ha. Đây rồi nè. Cuối cùng cũng đã đủ rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tạo luôn một cái con Porygon nha. Chúng ta có thể ráp những cái vật phẩm này lại để mà tạo ra một cái con Pokemon đó các bạn ạ. Thì trước tiên mình sẽ cất mấy cái PC cũng như là mấy cái món vật phẩm này vào trong đây hết. Chúng ta sẽ tiến hành đi ra ngoài này và tạo một cái con Porygon nha các bạn. Đây. Đâu rồi? Porygon. Và chúng ta thả xuống thì nó sẽ rớt ra như vậy nha. Porygon. Wow. Siêu máy móc luôn. Con này cấp 47 các bạn ơi. Rồi, Phone Sweep cho nó còn một máu cái đã. Rồi mình sẽ tiến hành bắt nó lẹ luôn bằng Whipborn đi nè. Khá là xịn. Whipborn. Không được rồi. Chuyển qua quả Dustborn thôi đi. Tại vì trời nó cũng đang tối. Và mình cũng đang ở cái vùng Plains. Chúng ta cũng có thể quăng thêm mấy quả như là Safari Ball. Tại vì đang ở cái vùng Plains mà. Đấy, Safari Ball. Và lần này không được rồi. Mình sẽ tiếp tục qua cái quả Tamer Ball đi. Trời ơi, con này nhìn vậy mà khó bắt quá ta. Đây rồi, Tamer Ball đã thành công luôn rồi nha các bạn. Đây, Porygon. Đó, thêm một em Pokemon nữa rồi nè. Máy móc chưa? Porygon nhìn nó khá là giống cái con vịt anh em ạ. Con này thì thuộc hệ thường. Wow, và kích thước của nó là huge. Và để chúng ta bô cái heo một phát cái đã. Quá xịn. Nhìn nó bơi bơi kìa. Trời ơi, hấp dẫn nha. Ok, thêm một em Pokemon nữa rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái con Pokemon thứ hai nha các bạn. Thì cái con thứ hai đó chính là con Shunken nha các bạn. Đây, Shunken. Con này nó sẽ tiến hóa khi mà chúng ta cho nó cái Sunstone này nha. Cứ cho nó Sunstone thì nó sẽ tiến hành tiến hóa thôi các bạn ơi. Đấy là Shunken nha. Để mình coi nó sẽ lên con gì đây. Wow, con hoa hướng dương. Và nó đã tiến hóa thành con Sunflora rồi nè. Xịn chưa? Sunflora. Con này là nguyên một cái cây hoa luôn. Còn hồi nãy nó chỉ là một cái túi hạt giống thôi. Khá là xịn. Sunflora. Và con tiếp theo mình sẽ tiến hành tiến hóa đó chính là con Chansey nha các bạn. Đây, Chansey của mình đây. Những tập trước chúng ta có tiến hành breeding nó rồi nè. Thì con này nó sẽ tiến hóa khi mà nó đạt cái điểm Happy cao nha các bạn. Và muốn điểm Happy cao thì chúng ta phải cho nó mấy trái berry. Cho nó tầm 35 đến 40 quả berry thì nó sẽ đạt cái điểm Happy cao rồi đó. Đây, điểm Happy của nó là 248 rồi. Rồi mình sẽ cho nó một cái Ray Candy để mà nó tiến hóa luôn nha. Chansey. Có vẻ như cái con Chansey này kích thước nó nhỏ các bạn ơi. Nhìn nó có chút ẻo à. Và nó sẽ lên con... Wow, con này đẹp hơn nè. Đây là con Blissey nha. Wow, nó có lông luôn hả?
Con hồi nãy trụi lũi nó không có lông. Riêng con Blissey này thì nó đã có thêm lông vũ rồi nè. Rồi tiếp theo mình sẽ tiến hành tiến hóa con Skitty nha các bạn. Và chúng ta sẽ dùng Moonstone để mà tiến hóa nha. Đây Moonstone. Wow. Mình sẽ tiến hành tiến hóa nó thành cái con Delcatty nha các bạn. Đây. Nhìn con mèo trưởng thành hơn liền. Delcatty. Nhìn cái mắt nó kìa. Xịn nha. Con này màu tím anh em ạ. Ok, lại theo em Pokemon nữa rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua cái con kế tiếp nha. Pokemon tiếp theo mình sẽ tiến hóa đó chính là Tangela nha các bạn. Và con này nó sẽ spawn từ cái vùng jungle nha. Ở đây mình đã bắt một con sẵn rồi. Và nó đạt cấp 30. Thì cái con Tangela này nó sẽ tiến hóa khi mà nó học được cái skill Ancient Power. Đó. Tức là tầm cấp 38 đó các bạn ạ. Ok, mình sẽ cho nó lên cấp 38 luôn nha. Wow, học được Gigaren nè. Mình sẽ thay bằng Natural Gift liền. Ancient Power rồi nè. Thay luôn. Và Tangela nó đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi. Wow, con này nhìn nó như là rong rêu á nha. Ok, và nó đã lên con Tangrowth nha các bạn. Wow, con nãy nhìn nó tươi hơn chứ. Tangrowth, khá xịn luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục với con kế tiếp nha. Thì con tiếp theo mình sẽ định tiến hóa đó chính là con Petilu. Đây Petilu. Chúng ta sẽ tiến hóa nó bằng Sunstone nha các bạn. Click chuột phải vào và nó sẽ tiến hành tiến hóa thôi. Petilu, để mình coi nó lên con gì đây. Wow, cái con Petilu của mình kích thước nó khá là bự hay sao á. Và nó đã lên con Lilligan các bạn ơi. Wow, con này cũng là bông hoa luôn nè. Toàn là Pokemon bông hoa không vậy. Cất vào trong đây luôn nha các bạn. Đó. Rồi mình sẽ đến với con kế tiếp. Đó chính là con Sunflower. Con Floetti chứ. Đây Floetti. Chúng ta hình như còn cái con Flabebe nữa đúng không. Đó là con cấp 1 của Floetti nha các bạn. Có vẻ mình đã tiến hóa lên rồi. Con này thì nó sẽ tiến hóa bằng Shiny Stone nha. Đó, Floetti. Rồi, khá xịn luôn. Wow, nó bự lên các bạn ơi. Và nó đã tiến hóa thành con Floget rồi nha. Con này nó thành tiên hoa luôn rồi nè. Wow, nhìn nó rất là đẹp luôn các bạn ơi. Con này kiếm chuyện với mình hả? Mày nè con, mấy con biết đâu này. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục với con kế tiếp luôn nha. Rồi, cái con kế tiếp sẽ là con Rowlet các bạn ạ. Thì mình đã bắt cái con này rồi nhưng mà mình chưa tiến hóa các bạn ơi. Ở đây mình sẽ dùng luôn mấy cái Regidi còn lại để mà tiến hóa nó luôn nha. Và nó đang tiến hành tiến hóa luôn rồi nè. Đó, Rowlet, Pokemon Gen thứ 7. Pokemon khởi đầu của Gen thứ 7 nha các bạn. Rất xịn luôn. Và nó sẽ lên con Dustrix các bạn ạ. Khi mà nó đạt cấp 17. Bây giờ mình sẽ tiến hóa cái con Dustrix này luôn nha. Thay skill mới liền chứ. Synthesis hả? Thay luôn. Wow, nó vẫn chưa chịu tiến hóa các bạn ơi. Cấp 33 rồi nè. Và đạt cấp 34 nó mới bắt đầu tiến hóa lần. Dustrix nó đang tiến hóa luôn rồi nè. Đây, quá xịn luôn. Nó đã lên cái con cú. Đây là Decidueye nha các bạn. Wow, con này tên dài vãi chưởng. Ui, con cú này nó như nó cầm cái cung tên anh em à. Nó sử dụng cái cây tên bằng lông vũ của nó luôn. Wow, khá là xịn đó. Ok, lại thêm mấy em Pokemon mới nữa rồi. Con tiếp theo mình sẽ tiến hóa đó chính là con Trumpet nha các bạn. Đó, Trumpet. Rồi, tiến hóa nó luôn nha các bạn. Và khá xịn luôn. Để mình coi nó sẽ lên con gì đây. Con này chúng ta bắt ở vùng jungle hay sao á. Hình như mình nhớ là như vậy á. Nó lên cái con vẹt luôn rồi nè. Đây là Toucanon nha các bạn. Rồi mình sẽ thay skill mới liền chứ.
Two cannons. Wow, con này thì mình không cởi được. Tuy nó rất là bự luôn nhưng mà không cởi được. Tại vì nó là con vẹt anh em ạ. Nãy giờ thì mình có đi luyện cấp cho mấy con Jingu anh em ạ. Đó, phải đạt cấp 20 và vào ban ngày nha thì nó mới tiến hành tiến hóa được lận. Jingu. Để mình coi nó sẽ lên con gì nào. Wow, nhìn mặt con này dữ quá vậy. Đây là con Gumchu nha các bạn. Nhìn mặt nó ghê chưa. Hình như là con chồn hay sao á. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đi qua cái vùng Extreme Hill để mà tiến hóa em Charizard nha các bạn. Charizard. Đây con bọ này các bạn ơi. Con bọ này siêu bự luôn. Đấy, ta sẽ tiến hành tiến hóa nó thôi. Phải đúng cái vùng Extreme Hill và khi lên cấp cái con Charizard này thì nó mới tiến hóa nha các bạn. Rồi. Đâu rồi? Mày chạy tùm lum, chạy tùm lum quá vậy. Và Charizard của mình nó đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Nó bự ra đây mà. Wow. Con này không bỏ hả ta? Nó như cái bánh chưng gì căng vậy. Và nó sẽ tiến hóa thành con Vikavon nha các bạn. Wow. Con này giống con mũi quá ha. Chúng ta cũng không cởi được nó luôn. Wow, hình như con này là con mũi nè anh em à. Con mũi cái hệ điện luôn nè. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi qua cái vùng Iplands để mà kiếm thêm mấy cái IC Rock anh em ạ. Đây, mấy cái viên đá đây nè. Và khi cho cái con Rap Roller lên cấp gần cái IC Rock thì nó sẽ tiến hóa nha các bạn. Wow, con cua mà cái càng bự quá ta. Hấp dẫn quá ta. Và nó sẽ tiến hóa thành con, ui con này thì càng bự hơn nữa. Đây là con Rabo Minable nha các bạn. Trời ơi, quá bự luôn. Cu hoàng đế hay gì vậy. Siêu bự luôn nha anh em. Rồi. Nãy giờ thì mình đang tiến hành luyện cấp cho cái con Cutie Fly. Đó, cái con rùa anh em ạ. Nhưng mà nó vẫn chưa đủ level nè. Hay giờ con đít ở đây nè. Chúng ta sẽ tiến hành dứt con này luôn ha. Và nó cho mình một viên Ray Candy nữa chứ. Và đây Cutie Fly của mình nó đang tiến hóa luôn rồi. Cutie Fly. Con rùa. À quên cái con rùi. Để mình coi con rùi nó sẽ lên con gì nào. Nó đã lên con ong anh em ạ. Đây là Rebumpy nha. Thay skill mới liền. Rồi để mình xóa luôn hai con Mandibus cũng như là Charizard khỏi game sát đi. Mình có tìm tụi nó để mà luyện cấp cho nó lẹ đó. Charizard và Mandibus. Khá xịn luôn. Ok. Mình đang ở cái hội quán hệ băng các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lên đây để mà tiến hóa Pokemon nha. Chúng ta sẽ thách đấu luôn cái ông chủ hội quán để mà lên cấp Pokemon cho nó lẹ. Mình có rất là nhiều Pokemon còn lên cấp luôn đó. Rồi, Rowlet nè, một em. Tiếp theo là con Clayly, hai em. Ây da, con này nó còn nội tại một máu nữa chứ. Mày nè con. Đánh không trúng hay gì ta. Mày nè, Clayly hả? Wow, hình như có con gì nó đã tiến hóa rồi kìa các bạn ơi. Khá xịn luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ xử luôn cái con Wolverine này luôn nha. Wow, nó còn một xíu máu kìa. Rồi. Ây da, nó bị gì vậy? Bị lỗi hả? Nó cứ chạy như vầy hoài luôn kìa. Ui, có vẻ là bị gì rồi các bạn ơi. Chắc mình phải sử dụng cái lệnh End Battle quá. Chúng ta sẽ rời khỏi cái trận đấu đi. End Battle. Và ở đây con Molun của mình nó đang tiến hóa luôn rồi. Molun hai con luôn. Mình có một con thường và một con shiny nha các bạn. Con shiny thì nó màu vàng. Và đây là cái con thường nè. Nó đã tiến hóa thành cái cây nấm luôn. Đây là Sinotic nha. Và ở đây con Molun shiny nó cũng tiến hóa theo luôn nè. Ok. Nó bự ra anh em ơi. Wow. Đây là cái nấm 3 nhánh và nó sẽ tiến hóa thành cái nấm 1 nhánh thôi. Sinotic shiny. Và ở đây cái con ngựa
À cái con lừa chứ ha. Đây là mất ray. Nó cũng tiến hóa luôn rồi. Để mình coi con lừa này nó sẽ tiến hóa lên thành con gì nào. Ồ đây là mất đeo các bạn ơi. Ồ cũng là con lừa tiến hóa thành con ngựa hả ta. Đau đầu thế nhờ. Rồi mình sẽ cất lấy mấy con này lại nha anh em. Đó, hai con Sinotic và một con Mustel. Giờ mình sẽ lấy thêm mấy em Pokemon khác ra nha. Đó, lấy thêm mấy con này ra chứ. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục luyện cấp nữa nha các bạn. Đó, Eruption. Ôi, con Rollout này có vẻ khá là yếu ha. Một skill phát là nó chết queo luôn rồi. À, Clayly hả? Ồ, Clayly này sao nó kháng được skill của mình vậy? Mất ít máu của ta. Mới nói xong nó chết queo luôn rồi kìa. Ồ, Wolverine. Ôi, con này mình đốt nó rồi nè. Wow, nó hồi máu lại anh em ạ. Rất là khó chơi luôn. Mày nè con. Ui, nó cấu máu đau quá vậy. Mày nè, nó chết queo rồi các bạn ơi. Ồ, và ở đây chúng ta có con Ryogonal luôn nè. Ui, căng vậy. Con này thì mình cũng đang tìm rất là cực khổ luôn, nhưng mà chưa thấy xuất hiện. Trong khi đó thì cái ông chủ hội quán hơi băng đã có lúc đó, nó luôn rồi à. Ở đây con Marini của mình nó đang bắt đầu tiến hóa rồi các bạn ơi. À, con này nhìn rất là lạ ha. Để mình coi nó sẽ lên cái con gì nào. Rồi cái hình dáng. Wow, nhìn nó gai góc hơn nữa ha. Đây là Tosabet nha các bạn. Wow, căng quá vậy. Wow, Pokemon hệ độc và hệ nước. Ồ, ghê chưa. Có vẻ là một loài sứa hay là gì á các bạn à. Nhìn nó có một cái con nhỏ nhỏ ở trong nữa kìa. Ghê chưa. Ok, chắc bây giờ mình sẽ tiến hành luyện cấp tiếp thôi các bạn ạ. Tosabet. Mình sẽ cất con này vào. Và chúng ta sẽ lấy con khác ra nào. Tiếp tục luyện cấp thôi bạn ơi. Roblast. Con này thì xử rất là lẹ thôi. À, một skill phát là nó chết queo à. À, học được Venoshock nè. Thay liền. Mình sẽ để cái skill Whitsand lại đây mà. Oh. Wow, nội tại một máu nè. Con Layli này nó cứng đầu quá. À, mình học được Whitsand mới luôn nè. Chắc mình sẽ thay bằng skill gì đó đi ha. Fury Cutter chúng ta nên thay không? Thay luôn đi. Whitsand đó mình sẽ cần trong những tập kế tiếp nha các bạn. Wow, Wolverine nữa hả? Mày nè con Wolverine. Ui, mày quá, nó cấu của mình ít máu thôi các bạn ạ. Cấu này con. Mình đốt nó rồi. Ui, và nó đánh đau vãi chưởng ra. Mày nè con, chết queo luôn. Ồ, và ở đây mình đã có cái con gì đó nó tiến hóa rồi nè. Những hai con luôn. Hai con luôn hả ta? À, có một con à. Đây, Stupful của mình nó đang tiến hóa luôn rồi các bạn ơi. À, con gấu. Con gấu màu hồng. Ồ, và nó đã tiến hóa thành con Beware. Con này là cái con hay ôm cái đội hội tiễn chạy nè anh em à. Ở trong những tập về Alolan á. Đó, ghê chưa. Beware. Quá hấp dẫn luôn. Cất nó vô đây thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục luyện cấp nữa. Rolas nè. Clayly. May quá mình đốt được nó rồi. Nó sẽ tăng lợi thế cho mình rất là nhiều luôn. Rồi tiếp theo là Wolverine đúng không? Mày hả con? Nó chết luôn rồi các bạn ơi. Và con Sandlit của mình nó học được skill mới rồi nè. Ryogonal hả? Nó đâu ta? Mình muốn coi cái hình dạng của nó quá à. Không thấy đâu luôn. Ryogonal. Wow, chỗ này không có thấy nó đâu luôn anh em à. Chắc nó rớt xuống dưới hay gì rồi kìa. Rồi mình sẽ xử nó luôn nha. Sacrifice nó luôn. Ok. Rồi rên thôi anh em ạ. Đủ rồi. Và ở đây con Wimbot của mình nó đang tiến hóa đây nè. Wow, con này nhìn như cái con cá đuối vậy. Hay giống cái con Sam quá ha. Nhìn rất là lạ anh em ạ. Oh, và nó đã tiến hóa lên cái con gì đó rất là ngầu luôn anh em ơi. Bên đây thì con Fomantis của mình nó cũng đang tiến hóa luôn rồi. Fomantis.
Nó bự lên nè. Và nó sẽ tiến hóa thành con. Màu hồng luôn hả? Đây là Lurentic anh em ạ. Và con Zangmo của mình nó cũng đang tiến hóa lắm rồi nè. Zangmo. Đó, đây là con rồng nha anh em. Đi bằng hai chân luôn rồi. Đây là Hakamo. Đó, ghê chưa? Mình đã học được skill mới nè. Chắc mình sẽ thay bằng Razor Leaf này đi ha. Ok. Thay luôn, thay mấy skill hết luôn. Khá xịn anh em ơi. Ba con tiến hóa một lần luôn đó. Rồi để mình luyện cấp tiếp luôn nha các bạn. Ok heo phát đã. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện cấp nữa thôi. Nãy giờ thì mình có xuống Nader để mà tìm thêm mấy con Seladit nha các bạn. Chúng ta phải tìm đúng cái con Seladit cái thì nó mới tiến hóa được. Mấy con Seladit được thì nó sẽ không tiến hóa được đâu các bạn ạ. Làm nãy giờ mình luyện rất là tốn công luôn. Ở đây hình như nó có một con Seladit đâu đây nè. Để mình leo lên coi thử nào. Bay lên chứ. Chỗ này cũng không có luôn. What the hell. Chắc chúng ta phải đào ra thôi anh em ạ. Căng chưa. Sắp tới đó rồi nè các bạn ơi. Nó đây. Và đây là một con Seladit cái luôn. Khá là xịn. Mình sẽ xài luôn cái mấy quả Whitbon nha các bạn. Cứ Whitbon mà xả tức thôi. Con này mới cấp 15 thôi. Bắt rất là gọn luôn, một quả thôi. Seladit. Đó, thế là mình đã thu phục được nó rồi. Giờ mình sẽ tiến hành teleport về nhà thôi anh em ạ. Đi về nhà thôi. Quá đủ rồi. Thiệp nãy giờ toàn con đực thôi. Giờ mới may mắn có được một con cái đó. Mình sẽ tiếp tục luyện cấp tiếp luôn nha các bạn. Eruption nó tiếp. Sao nó đổi qua cái con Warren sớm quá vậy? Ghê ta. Này chơi chiến thuật mới hay gì các bạn ạ? Mày nè con Warren nè. Rồi rin thôi các bạn ạ. Và ở đây con Hakamo của mình nó cũng đang tiến hóa luôn rồi nè. Khá là xịn đi. Pokemon hệ rồng đó các bạn ạ. Nhìn cái vảy nó rất là đẹp luôn ha. Ghê chưa. Và nó đã lên thành con Combo. Rất là xịn luôn. Ok, để mình cất nó vô trong đây cái đã. Rồi, mình còn con gì nữa không ta? Đây, đây là Combo nha các bạn. Chúng ta không thể cởi được nó. Nhìn vậy nó rất là đẹp luôn ha. Khá xịn. Ok, chắc bây giờ mình sẽ tiếp tục luyện cấp tiếp nữa thôi. Để mình lấy cái con Celebi ra cái đã. Đó, để mà chúng ta sẽ cùng tăng level cho nó. Celebi cấp 98 luôn rồi. Dữ quá ta. Pro Plus nè. Học được skill mới nhưng mà nó không gây sát thương. Clay Clee. Nó bị đốt cháy rồi các bạn ơi. Rồi và con học được Store Power nè. Không học đâu. Nó mới có 20 sát thương thôi à. Bone Rain này. Rồi không ăn thua với nó rồi. Nó cho mình chết queo luôn rồi kìa. Chỉ mà Masado đúng mà. Clow cơm bắt nó luôn nha các bạn. Và ở đây cái con Seladit cái của mình nó đang tiến hóa luôn rồi. Đạt cấp 33 thì nó sẽ tiến hóa luôn nha các bạn. Con thằng lằn. Nhìn khá là ghê ha. Và cấp 2 nó chỉ là đổi màu thôi hả? Tưởng có gì hot chứ. Đây là Salazo nha các bạn. Salazo. Ok. Sao nhìn màu trong cái icon nó có vẻ là sậm hơn các bạn ạ. Mình đang dạo quanh ở cái vùng Bird Forest để mà bắt thêm một vài Pokemon anh em ạ. Nhưng mà nãy giờ chưa thấy nó. Sao xui quá vậy ta. Đây Stene. Mình đang tiến hành bắt con này đây các bạn ơi. Mình đã có nó sẵn luôn rồi. Nhưng mà mình sẽ cần bắt một con thích hợp hơn. Đâu, Stene. Stini. Nó cấp 34 luôn. Cấp 34 là không ổn rồi. Mình phải xử nó thôi anh em ạ. Rồi, trước mắt bắt nó trước bằng Whitburn đi ha. Whitburn. Và
một quả thành công luôn. Khá là xịn. Stene, để mình kiểm tra cái con Stene đó cái đã. Ở đây thì nó sẽ học cái skill term Storm tại level 29 các bạn. Và con Stene mình vừa bắt nó đã đạt level 34 rồi, cũng không có cái skill term luôn. Trời ơi, vậy thì mình phải bắt một cái con khác thôi bạn à. Hoặc là mình sẽ đi kiếm cấp 1 của nó. Và cấp 1 của con Stene đó chính là con Bowsweep nha các bạn. Bowsweep. Chúng ta sẽ đi kiếm nó luôn đi ha. Đây nè. Đây rồi. Bowsweep. Để mình coi cái đã. Stene. Đúng, cấp 1 của nó là Bowsweep rồi nè. Mới thấy con Bowsweep ở đây mà ta. Mình phải search nó mới được. Bowsweep. Ok. Đây, nó đây các bạn ơi. Chạy linh tinh hả? Con này thì mới cấp 16 thôi. Rồi, khá là xịn rồi. Vậy thì mình sẽ luyện cho nó lên cấp 29 để mà có được cái skill term nha các bạn. Và khi học được skill term thì cái con Stene của mình nó sẽ tiến hóa nha. Đó, Whippen. Rồi, có vẻ là bắt được rồi á. Hơi lâu một xíu. Ok, còn một con Spawit khác nữa kìa. Nhưng mà mình sẽ không bắt nữa đâu nha các bạn. Bắt một con là đủ rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi qua cái hội quán hệ băng nha. Igym. Để mà tiếp tục luyện cấp nha các bạn. Rồi, đi lên trên thôi. Mình phải dùng Latias để mà bay lên trên anh em ạ. Chứ mình sẽ không thách đấu từng ông đâu. Cái hội quán này thì từ từ chúng ta mới tiến hành chinh phục nó lận. Bây giờ thì mình chỉ luyện cấp Pokemon thôi. Lại gặp mấy con này. Chúng ta sẽ xử rất là lẹ luôn. Eruption. Chết well luôn. Rồi, Clayly đúng không? Mày hả con? Không có cái hiệu ứng cháy rồi. Thôi kệ, chúng ta sẽ dùng Pie để mà giết nó lẹ luôn ha. Và tiếp theo sẽ là con Wolverine nhớ bạn. Cấu được nó như đó máu luôn rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục xài skill Pie nha các bạn. Nó chết queo luôn rồi kìa. Ok. Rồi mình sẽ tiến hành luyện cấp tiếp ở đây đi ha. Rồi, Bowsweep. Tiếp tục luyện cấp thôi anh em ạ. Mày nè con, Rolas nè, chết queo rồi. Mình học được skill Whitsen nè. Một trong những cái kỹ năng mà sử dụng ở bên ngoài á, nó cũng khá là hiệu quả để mà tìm thêm mấy em Pokemon nữa bạn ạ. Và Magical Leap hả? Khá xịn. Wolverine này con, cho mày chết luôn. Rồi, bài nó một phát anh em ạ. Và ở đây cái con Spawix của mình nó đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi. Xịn chưa? Bowsweep. Và nó sẽ lên con Stene nha các bạn. Đây, Stini. Học được Double Slap nè. Khá xịn luôn. Tiếp theo mình sẽ tiến hành luyện cấp cho con Stini nha các bạn. Nó được cấp 28 rồi đó. Mình sẽ cần luyện một cấp nữa thôi. Cấp 29 nó sẽ có được cái skill Storm nha. Và với skill đó thì con Stini nó mới tiến hóa được nha các bạn. Mày nè con, chết ngắt luôn. Học được Storm rồi nè. Rồi, Wolverine này. Ui, đánh mình đau các bạn ơi. Thôi chắc mình sẽ tiến hành run thôi. Tại vì con Stini của mình nó cũng đang tiến hóa luôn rồi. Quá đủ rồi. Và lần này Stini nó sẽ lên con gì đây? Tala. Ui, con này xả tóc xuống hả? Đây là Tisarina nha các bạn. Wow, khá xịn luôn. Ok, Tisarina. Chân dài quá ta. Ok, thế là chúng ta đã có thêm rất là nhiều Pokemon nữa trong tập ngày hôm nay rồi. Và ở đây chúng ta đã có được 702 trên 809 con Pokemon nha các bạn. Quá xịn luôn. Mình chỉ còn thiếu 107 con Pokemon nữa là sẽ full Pokédex nha các bạn.
Trong đó thì còn có Legendary nè, Mystical nè, cũng như là Ultra Beast và Pokemon Fire Trail. Rất là nhiều đúng đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay đừng quên vào lại một like, subscribe, nhớ vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.